Xuân Phạm đưa người yêu đồng giới ra mắt Ngô Thanh Vân, cộng đồng mạng tung chứng cứ hẹn hò của cặp chú cháu. Dân mạng sục sôi trước hình ảnh bị rò rỉ được cho là Xuân Phạm cùng người tình đồng giới bị đồn thổi trong suốt thời gian qua. Cả hai đi ăn thân mật trong buổi tiệc có sự xuất hiện người thầy của anh là Ngô Thanh Vân. Nam ca sĩ Xuân Phạm tên thật Phạm Duy Thuận, cựu thành viên nhóm Nam Đình Đám một thời 36 năm, là gương mặt nghệ sĩ đa năng được khán giả yêu thích và có lượng người hâm mộ cực kỳ lớn hiện nay. Ngoài lĩnh vực ca hát, nam ca sĩ còn quen mặt với khán giả truyền hình qua nhiều game show, chương trình thực tế. Xuân Phạm thậm chí còn ghi dấu ấn với khán giả trong lĩnh vực phim ảnh như Về Quê Ăn Tết, Cô Thắm Về Làng, được lăng xê bởi bà bầu Ngô Thanh Vân. Cô cũng chính là người thầy đầu tiên của Xuân Phạm khi đào tạo và đưa tên tuổi của anh cùng những thành viên khác trong 36 năm lên hàng ngôi sao hạng A như hiện tại. Dù nhóm nhạc đã tan rã từ nhiều năm nay, tuy nhiên mối quan hệ giữa anh cùng Ngô Thanh Vân cũng như các thành viên khác như Isaac, Will, ST cũng vẫn còn khá thân thiết. Tại mỗi sự kiện đặc biệt, tất cả cũng đều tụ họp và gặp mặt chúc mừng cho nhau. Tuy nổi tiếng và có sức ảnh hưởng nhất định trong thị trường giải trí, không như những thành viên khác trong nhóm, Xuân Phạm lại khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Từ lúc hoạt động nghệ thuật đến nay, anh cũng chưa bao giờ công khai chuyện hẹn hò của bản thân trước công chúng. Điều này khiến nhiều người không khỏi tò mò. Thời gian gần đây, netizen cũng dần phát hiện ra nhiều điểm đáng ngờ từ nam ca sĩ khi cho rằng anh đang có mối quan hệ tình cảm với một chàng trai. Chuyện tình đồng giới này cũng khiến dân mạng sục sôi và liên tục quan tâm. Danh tính của chàng trai này đã nhanh chóng bị vạch trần. Điều bất ngờ là cách biệt về tuổi tác khá lớn, khi kém Xuân Phạm đến 12 tuổi bởi anh chàng chỉ mới sinh năm 2001. Theo đó, người yêu đồng giới của Xuân Phạm được cho là nam người mẫu điện trai có tên Hóa Trần, không hoạt động cùng lĩnh vực và chưa khi nào trực tiếp làm việc cùng nhau. Vì thế, thông tin Xuân Phạm và Hóa Trần có quan hệ tình cảm khiến các fan không khỏi sốc. Dù chưa lên tiếng xác nhận hay chối bỏ, nhưng mới đây Xuân Phạm lại bị rò rỉ thêm một hình ảnh được cho là anh cùng Hóa Trần đang ngồi cùng nhau trên một bàn tiệc. Cụ thể, buổi tiệc này còn có sự xuất hiện của vợ chồng Ngô Thanh Vân và Huy Trần. Chi tiết này khiến các fan không khỏi đồn đoán, cho rằng Xuân Phạm đang có động thái công khai và ra mắt người yêu với những người thân quen của mình. Hình ảnh này đã nhanh chóng được lan truyền rộng rãi. Ngay sau đó, dân mạng cũng bắt đầu lùng sục và đưa ra hàng loạt bằng chứng hẹn hò của cả hai nhiều hơn nữa, còn khẳng định chắc nịch Xuân Phạm và Hóa Trần đang tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Trước đó, Xuân Phạm cũng từng nhiều lần bị netizen soi được diện áo đôi, phụ kiện trùng hợp hay hàng loạt các hình ảnh check-in chung địa điểm với nam người mẫu sinh năm 2001. Cả hai dù không lên tiếng xác thực nhưng vẫn hay thường xuyên tương tác với nhau trên mạng xã hội. Việc đi du lịch thân thiết cùng nhau, ẩn ý chia sẻ những dòng trạng thái càng khiến thông tin cả hai đang hẹn hò càng được xác thực. Người yêu tin đồn của Xuân Phạm có tên thật là Trần Duy Hóa, sinh năm 2001 và hiện đang hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu. Hóa Trần gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai, chiều cao nổi bật và vóc dáng sáu múi. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hóa Trần thay đổi luôn con đường làm người mẫu ảnh tự do tại Đà Nẵng mà không lựa chọn học một trường đại học nào đó. Anh nói, mình không sợ suy nghĩ không học đại học sẽ không thành công. Cũng có thể đó là suy nghĩ đúng, nhưng nhiều người không học đại học họ vẫn thành công theo cách của họ. Với bản thân mình tận dụng tuổi trẻ để thực hiện đam mê làm mẫu ảnh, bởi công việc này càng lớn tuổi càng khó bắt đầu. Riêng về Xuân Phạm thì anh cũng không hề kém cạnh, khi nhan sắc và độ điển trai của anh là điều không còn phải bàn cãi. Các fan cũng hết sức ủng hộ cặp đôi, kêu gọi nhanh chóng công khai và về chung một nhà.